Các nhà lãnh đạo EU từ Tổng thống Pháp cho tới Thủ tướng Đức đều đã phải cúi đầu trước cơn thịnh nộ lan rộng chưa từng thấy nhằm vào Ukraine và chính sách của EU. Hàng nghìn người tập kết chút cơn thịnh nộ vào Ukraine, EU vội quay lưng, tin xấu ập đến với Kiev. Tổng tư lệnh Ukraine nổi giận với chỉ huy một số lữ đoàn thất trận. Ukraine lập vành đai thép 1.000 km để bảo vệ Kiev. Trong ngày 27 tháng 2 vừa qua, hàng nghìn nông dân Ba Lan đã tuần hành ở thủ đô Warsaw, trong khi nông dân Tây Ban Nha làm tê liệt giao thông trên các đường cao tốc gần biên giới Pháp. Đây mới là hai trong rất nhiều các cuộc biểu tình tương tự diễn ra trên khắp Châu Âu trong những tuần gần đây. Bên cạnh đó, hãng thông tấn RBC Ukraine cho biết quốc gia khiến cho ngành nông nghiệp quan trọng của đất nước họ gặp nguy hiểm. Ngoài ra, người biểu tình tức giận trước việc EU dỡ bỏ thuế quan đối với thực phẩm nhập khẩu từ Ukraine, tạo điều kiện quá thuận lợi cho Kiev khi nước này đang tìm cách đưa thực phẩm của mình ra thị trường toàn cầu trong bối cảnh chiến tranh cản trở hoạt động vận tải ở Biển Đen. Trước đó, trong ngày 25 tháng 2, khoảng 160 tấn ngũ cốc Ukraine đã bị phá hoại, hất đổ khỏi các toa tàu tại nhà ga Ba Lan, khi đang trên đường vận chuyển tới thành phố cảng Gdansk, Ba Lan và các nước khác. Theo AP, không khí biểu tình ở Warsaw cũng mang âm hưởng chống Ukraine rõ rệt. Trong ngày 27 tháng 2, đám đông biểu tình đã kéo tới tòa nhà quốc hội ở Warsaw thổi kèn, ném bom khói màu trắng và đỏ, màu của quốc kỳ Ba Lan, trước khi tuần hành tới văn phòng của Thủ tướng Donald Tusk. Tại tòa thị chính Warsaw, ước tính có tới 10.000 người tham gia biểu tình. Hãy dừng cung cấp thực phẩm nhiễm độc từ Ukraine tại các cửa hàng ở Ba Lan. Một tấm biển biểu tình đặt ngay trước tòa nhà quốc hội Ba Lan viết. Đáng lưu ý, ông Tusk cho biết, trong đám đông biểu tình có cả những người từng giúp đỡ người tị nạn Ukraine. EU vội quay lưng với Kiev. Theo Ria Novosti Nga, trước diễn biến biểu tình phức tạp, EU đã phải lên tiếng kêu gọi Ukraine hãy thấu hiểu cho người nông dân EU và hãy gửi ngũ cốc sang các bên thứ ba, thay vì các nước thành viên trong liên minh. Ủy viên Nông nghiệp châu Âu Janusz Wojciechowski cho biết, ngành nông nghiệp của EU đã chịu tổn thất lên tới 19 tỷ euro trong năm 2022 và 2023 sau khi tự do hóa thương mại với Ukraine. Các quốc gia thành viên EU trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để Ukraine xuất khẩu nông sản ra toàn cầu đã dỡ bỏ thuế quan và hạn ngạch cho Kiev vào năm 2022. Tuy nhiên, động thái này đã vô tình dẫn tới tình trạng dư thừa hàng hóa, chủ yếu là ngũ cốc, gây ra thách thức kinh tế cho nông dân địa phương ở Đông Âu. Sự dư thừa các sản phẩm nông nghiệp giá rẻ của Ukraine đã dẫn tới điều mà nông dân EU coi là cạnh tranh không công bằng, dẫn tới thiệt hại đáng kể. Phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng nông nghiệp EU tại Bruxelles, Bỉ hồi đầu tuần này, ông Goshoki cho rằng EU cần có các biện pháp khắc phục để chuyển hướng dòng sản phẩm nông nghiệp Ukraine sang thị trường xuất khẩu dự tính ban đầu, đó là châu Á, châu Phi và Trung Đông, thay vì các nước trong liên minh EU. Cách đó vài ngày, các nước thành viên EU đã ủng hộ đề xuất của Ủy ban Nông nghiệp, trong đó giới hạn đối với việc nhập khẩu các sản phẩm nhạy cảm từ Ukraine. Đề xuất này cần phải được đưa ra quốc hội để xem xét lần cuối. Trong khi đó, tờ Politico cho biết Ba Lan đang đàm phán với Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới giữa hai nước và dừng trao đổi hàng hóa. Chúng tôi đang thảo luận với phía Ukraine về việc tạm thời đóng cửa biên giới và trao đổi hàng hóa, Thủ tướng Donald nói trên đài truyền hình trực tuyến Ba Lan. Chúng tôi muốn giúp đỡ Ukraine, nhưng chúng tôi không thể cho phép sự giúp đỡ này mang lại những tác động tiêu cực đến người dân của chúng tôi. Chúng tôi đang không ngừng tìm kiếm một giải pháp để bảo vệ thị trường Ba Lan trước tình trạng tràn ngập các sản phẩm nông nghiệp rẻ hơn từ Ukraine. Ông Tusk cho hay, thừa nhận đây là giải pháp đau đớn cho cả hai bên, nhưng vẫn phải tiến hành. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sitsky nói đã thay thế chỉ huy một số lữ đoàn đang gặp vấn đề ở sườn phía đông, mặt trận mà quân đội của Kiev gần đây phải nhượng bộ mộ một số vị trí cho Nga tôi tiếp tục công tác ở mặt trận phía đông. Trong vòng 3 ngày, tôi đã hiểu rõ tại sao dù có cùng biên chế vũ khí và trang bị quân sự, một số lữ đoàn có thể ngăn chặn các cuộc tấn công và giữ vững vị trí, trong khi các lữ đoàn khác thì không. Ông Siski nói, Tổng tư lệnh Ukraine cho rằng điều này phụ thuộc vào người chỉ huy lữ đoàn, trình độ của người này, kinh nghiệm khả năng đưa ra các quy định hợp lý và cân bằng, hiểu rõ trách nhiệm của việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ông Siski nói mình đã cử các nhóm chuyên gia đến một số lữ đoàn có chỉ huy đang gặp vấn đề. Trong một số trường hợp, khi người chỉ huy không kiểm soát được tình hình, có hành động mệnh lệnh đe dọa trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của cấp dưới, tôi buộc phải đưa ra các quyết định về nhân sự, vị tướng nói. Trong bài đăng, ông Siski cũng nói đã ra lệnh cho một lữ đoàn chiến đấu liên tục trong hai năm qua lui về hậu phương để hồi sức. Bài đăng không tiết lộ tên lữ đoàn, nhưng Ukraiska Prada đưa tin rằng Tổng tư lệnh Ukraine đang nói về lữ đoàn cơ giới độc lập số 110, phụ trách bảo vệ thành trì Adika. Tháng trước, quân đội Ukraine đã rút lui khỏi Adika, thành trì quan trọng và là trung tâm hậu cần lớn. Tổng thống Ukraine Zelensky nói quân đội nước mình phải rút lui khỏi Adika vì phương Tây chỉ hoãn viện trợ. Nói chung, tình hình ở mặt trận vẫn khó khăn nhưng trong tầm kiểm soát. Ông Zelensky nói, Dostoevsky cũng khen ngợi lữ đoàn thiết giáp 54 đã tiêu diệt hai hàng xe bọc thép của Nga bằng hỏa lực pháo binh chính xác, kết hợp với năng lực đặt mìn. Lữ đoàn thiết giáp 25 và 47 trong các trận đánh giành Olika và Berdichi và lữ đoàn thiết giáp 79 trong việc đẩy lùi lực lượng Nga ở Novo Mikhailika. Để bảo vệ trái tim của đất nước, quân đội Ukraine đã thiết lập một hệ thống phòng thủ từ xa cho thủ đô Kiev với chiều dài toàn tuyến vào khoảng 1.000 km. Người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kiev là ông Sergei Popko đã thông báo các biện pháp mà chính quyền của Tổng thống Zelensky và ekip của ông thực hiện để bảo vệ thành trì của chế độ này, trong đó có kế hoạch lập vành đai thép để bảo vệ cho Kiev. Người chỉ huy quân sự lưu ý rằng tuyến phòng thủ đầu tiên ở xa thành phố được coi là tuyến phòng thủ từ xa với tổng chiều dài lên tới 1.000 km. Tuyến phòng thủ này có tính chất tương tự như là phòng tuyến Sorovikin, như các hệ thống tiêu diệt hỏa lực của các bên tấn công, hàng rào chống tăng và các tổ hợp phòng không làm nhiệm vụ tiêu diệt trực thăng và UAV, cũng như các phương tiện bảo vệ và hỗ trợ toàn diện khác đã được dựng lên. Tuy nhiên, phần lớn thông tin cụ thể về lực lượng phòng thủ của Kiev ở phía Bắc hướng Belarus vẫn chưa được biết. Ngoài ra, một số quan chức quân sự Ukraine đã tính đến một kịch bản rất xấu là khả năng đối phương có thể cho nổ đập nước ở thượng nguồn sông Dnipro trong tình huống này lực lượng vũ trang ukraina sẽ rất khó để bảo vệ thủ đô ukraina trong khi trước đó trước tình hình lực lượng vũ trang nga mở nhiều chiến dịch tấn công dữ dội và quân đội ukraina phải bỏ rơi một số khu vực định cư ví dụ như là adica giới chức lãnh đạo và truyền thông phương tây ngày càng lo sợ trước bước tiến ngày càng nhanh của quân đội nga theo hãng tin Mỹ Bloomberg, nếu Hoa Kỳ và châu Âu không có sự hỗ trợ kịp thời và đầy đủ cho chính quyền Kiev, lực lượng vũ trang Nga có thể xuyên thủng hàng phòng thủ từ xa của lực lượng vũ trang Ukraine vào mùa hè này. Zelensky cho biết trong cuộc họp báo gần đây rằng, việc thiếu đạn dược đang ảnh hưởng đến tình hình trên đường chiến tuyến với Nga. Hậu quả nhãn tiền là lực lượng vũ trang Ukraine đã liên tiếp để mất các thành phố lớn ở Donetsk như là Bamut, Marinka, Adika. Trong khi đó, Nga đang mở chiến dịch kiểm soát các thành phố lớn ở tất cả các tỉnh như là Kupian ở Kharkiv, Yar và Uleda ở Donetsk, hay tái chiếm lại các khu định cư Rabotino ở Japorohi. Nếu chính quyền Kiev quá tập trung cho việc lập phòng tuyến quanh thủ đô, thì họ sẽ không thể điều động thêm binh lực để phòng thủ các mục tiêu trọng yếu ở các tỉnh tiền tuyến. Và do đó, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ thất thế trước Nga ở các mặt trận Kherson, Japorohi, Donetsk và Kharkiv.